Tìm em qua lần khuất xa xăm, gửi đến một lời, người như muốn níu lấy tháng năm. Ai cũng đều cất giữ một đoạn ở trong quá khứ buồn đau. Từ giờ về sau mình chỉ nói những lời thật với nhau. Từng đêm phút mất khoảng thời gian đẹp nhất đời, dẫu ngọt ngào anh trao em vẫn chưa dám vui thêm niềm mới. Cách xa là nhất thời, mọi sóng gió dù lớn cũng qua trong phút giây. Ai ta nắm tay nhìn xem kìa, bình minh vừa lên rực rỡ. Đổi xương mà để điện thoại hình nền sang phạm nhỉ? Cũng sắp rồi, dễ mà. Có bí quyết gì không? Bí quyết hả? Thì ngoài cái đẹp trai của tao ra thì tao không có gì để nói với tụi bay hết. Xạo xạo hoài. Ồ, đẹp quá. Chị BB kìa. Chào chị Hoa Hậu. Hello người đẹp. Hiền ghê. Đúng là xinh đẹp sướng thiệt ha. Đi đâu á tụi con trai cũng để ý. Ước gì được như bà, ha chị? Tôi nghĩ là nếu mà bà ước á thì bà nên ước trúng số đi, nó có lý hơn á. Chứ xinh đẹp chưa có đủ đâu, cần phải có sự thu hút nữa nè, cần phải thông minh nữa, khí chất, hiểu không? Thông minh, khí chất, nổi bật. Tôi thấy trong cái lớp mình không có ai qua Trang Phạm hết trơn. Bởi vậy ông Cường ông mới bỏ bà theo Trang Phạm đó. Ê, bà im chưa? Vô duyên. Sơn. Ôi, kêu. Bà nói với tụi bay là sắp thôi, chứ chưa, chưa. Mẹ ngủ cho lắm bà. Ê, nó là kìa. Con này nhìn cái mặt là biết chảnh chọe rồi. Tôi sẽ chơi nó một vố. Ba, chưa ba nhớ nấu cơm ăn đàng hoàng đó nha, đừng có ăn mì gói nữa đó. Biết rồi con ương, ngày nào cũng lải nhải câu này hoài, riết ngủ ba mơ ba thấy luôn. Ba nói thì hay lắm, ngày nào con cũng thấy cái vỏ mì gói nằm trong thùng rác hết đó. Ừ, bữa nay ba về ba nấu tô bún bò ba ăn một mình, không chừa cho ai kia đâu. Vậy đó ha, ba này. Quên bác. Gì con? Mình chưa đeo khẩu trang. Đeo vô đi con. Con qua đây giùm cho ba luôn nha. Dạ. Thank you.
kìa, nuốt nuốt nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Này này này. Ê khoan. Trời ơi nhanh lên. Rồi, đi. Trang ơi. Trang. Trang, tôi hâm mộ bà quá. À. Tôi mời bà ly nước được không? Ừ? Sao vậy? Bộ Trang chê nước của tôi hả? Tôi đi, chị qua bển ngồi. Đi. Nè nè, Trang ngồi đi. Công nhận á, hôm qua tôi mới coi cái video đập hộp túi của bà. Đẹp thiệt luôn á, sang quá trời luôn. Cảm ơn bà nha. Vô uống cạn nha, cho mình thêm tình nghĩa mặn nồng. Đây cho tôi vui. Không ngờ dễ dụ vậy. Ổn không? Ngân. Bà ổn không vậy? Bác sĩ nói á là bà chỉ cần uống nước điện giải thôi à. Mà sao đau bụng dữ vậy? Hồi sớm giờ có ăn gì bậy bạ không? Tôi không biết nữa. Ủa? Mà bà không có bị đau bụng hả? Không. Sao vậy? Ê, có khi nào là do nước ép cà rốt lúc nãy không? Có thể lắm á. Không được, Trang không để vụ này chìm được. Trang sẽ đi livestream kiện căng tin. Tại vì tụi mình ăn uống căng tin không à. Có chắc gì là nước ép cà rốt đâu mà kiện người ta. Thôi bỏ đi Trang. Đâu có được, đâu để yên vậy được. Để chút nữa Trang nói chuyện với người ta. Thôi được rồi. Nè, bà uống chai nước nha. Dạo này tôi thèm uống ngọt á. Hay là bà lấy cho tôi miếng đường được không? Bà muốn lấy thêm miếng đường hả? Ừ. Vậy đợi tôi chút nha, ngồi chơi. Cảm ơn bà nha. Ừ. Nè, để tôi bỏ vô cho. Trời ơi thiệt á, tôi thấy bà đẹp mà tôi mê ghê luôn vậy đó. Người gì đâu mà xinh mà có thần thái nữa. Cảm ơn bà. Uống đi, uống đi. Vô uống cạn nha, cho mình thêm tình nghĩa mặn nồng. Trời đất ơi. Dạ dạ, chạy xe mắc để đâu vậy? Mắc để trong điện hả? Thôi cậu ơi,
anh em với nhau không à? Tôi bỏ qua đi nha. Bỏ đi? Nói bỏ là bỏ hả? Ai anh em với nhau? Thôi coi như tôi xin lỗi cậu nha. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu nha. Lỗi còn nghe được. Cha già lần sau chạy xe đàng hoàng nha, đừng gặp tôi nha. Dạ dạ dạ. Giọng nói này nghe quen quá ta. Cặp mắt này. Ba con miếng. Đại ca ơi, bắt máy đi. Bỏ nhiều nè, cây cuối đó nha. Cái này cũng coi bài nha. Rồi rồi, tiền ai để nhớ nha. Đặt hết luôn hả? Trời, đặt hết luôn á. Rồi 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 rồi. Ê, cây cuối bài rồi còn xuống tiền nữa, cầm lên đi. Cầm lên đi. Mày kỳ quá mày. Chân. Bông đầu. Được rồi, tay. Không có coi bài nè. Mày nút. Má cũng ngon nha. Mày nút bỏ lên à. Tao sao nút mày. Chỉnh nút nè. Con bài này ngon mày. Bài gì lớn vậy? Bài sao lại đi. Chạy đi Vinh, làm màu nữa. Bỏ bài đó đi. Chỉnh nút tưởng nó mày lớn hả? Hai tay vậy nè. Ba tay ăn hết tiền luôn. Mày bạc màu quá. Bỏ bài xuống đi, tao chỉnh nút rồi nè. Đi cái cuối rồi mày. Tiền qua tụi mày làm gì gấp quá vậy? Công an tới kìa, công an tới kìa. Công an. Công an, công an! Chạy, chạy, đại ca, chạy! Công an! Đại ca! Mày nè đi, đại ca, cái gì không biết? Mày cũng lẹ quá hả? Dạ. Tụi nó biết bị lừa, thế nào cũng tìm anh em mình để thanh toán. Kệ mẹ tụi nó đi. Nó thấy dân cờ bạc không lừa cả. Sao sống mày? Đang hết tiền nè. Quẩy chết mẹ luôn. Ủa thầy ca, mình còn căn nhà xiết nợ của ông Công, hay là mình tìm cách bán rẻ đi, chứ ở về hoài cũng chán quá. Mày nghĩ tao không muốn hả? Nhưng mà giờ hai cha con nó trốn rồi, tao kêu xung đi tìm từ bữa giờ có được đâu. Sài Gòn rộng lớn bao la, biết tìm nó ở đâu. Hay là mình tìm mai bán rẻ luôn đi cho rồi. Sao mày ngu quá vậy? Bây giờ muốn bán á phải có chữ ký của thằng Công. Chứ là ông đang thiếu nợ tùm lum mà la. Ngày nào bà con ở đây không vô tiệm. Kiểu nào mình cũng phải bắt được ông Công rồi mình mới giải quyết được. Hai đại ca. Ừ. Thôi bây giờ trước này đại ca, về em nó kiếm. Đi đi. Dạ. Đi cẩn thận á. Dạ. Tụi nó bắt được là chết mẹ nha mày.
Mẹ. Em là vợ của anh, có gì đâu mà sợ. À, ta thích như vậy đó. À, bạo lực ta. Tao giết mày! Chết ba rồi mẹ! Sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có em. Làm bạn gái của anh nha. Tại sao em phải đeo mặt nạ khi tỏ tình? Anh sẽ chỉ tháo mặt nạ xuống khi em chịu chấp nhận làm bạn gái của anh. Không biết anh là ai thì sao tôi lại đồng ý được? Dù cho anh có xế hộp hay là những kim cương. Trang, xin em cho anh một cơ hội để có thể biến em trở thành nữ hoàng của lòng anh. Vậy cho tôi xin phép mặt nó. Anh đang đeo mặt nạ, khi lên mạng cũng không ai nhận ra, đúng không? Vậy cho tôi hỏi, tại sao tôi không thể thành nữ hoàng chứ? Những gì mà đàn ông tặng cho những người phụ nữ mà họ yêu chỉ đơn thuần là những bông hoa mới hái, không cần tại mãi. Còn những gì tôi xây dựng cho tâm hồn của tôi, nó sẽ là thứ tồn tại vĩnh hằng. Để không mất thời gian của cả hai, tôi hy vọng là anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi thêm một lần nào nữa. Cảm ơn. Các bạn ơi, các bạn cho Trang hỏi một điều. Giá trị thực sự của giới trẻ hiện nay là gì? Có cần phải đợi người khác công nhận hay là phải theo sự sắp đặt của người khác? Trang chỉ muốn nói với các bạn một điều. Đừng tự trói buộc mình vào một mối quan hệ mà mình không mong muốn, để chịu theo số đông hay là sợ người đó bị tổn thương. Chỉ khi mình là phiên bản tốt nhất của chính mình thì lúc đó bạn hạnh phúc, hay là cho dù bạn có đau khổ thì đó cũng là lựa chọn của bạn. Đó mới chính là cuộc đời mà bạn nên hướng tới. Vỗ tay. Trang, Trang. Dạ.
bài số 9, nói là nhà hàng mời. Dạ anh. Ok. Dạ anh, bên nhà em tặng cái món này cho. Trời ơi. Trời, chúc hoa cho con không mẹ. Dạ. Ngon quá nè con ơi. Ui, có hình con gấu nè ba. Cái mắt hay làm hình cái chá cà chua nè. Còn cái miệng hay làm chiêu leo nè. Để ba lấy cho con ăn nha. Nè. Wow. Dạ. Ăn nha con. Dạ. À, ăn nha. Lây qua lây quay cả buổi chỉ để tạo hình một món ăn cho cậu bé đó hả? Con muốn thằng nhóc đó được vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật thôi à. À vậy à. Có nghĩa là nếu mà khách nào tới báo có sinh nhật là sẽ tặng một món. Thì có nghĩa là chừng 3 bữa là chú phá sản luôn. Chưa kể là khách mà đòi tạo hình con thú này con thú nọ nữa rồi. Rồi sao? Đúng là con tự lo liệu à. Con chỉ ưu tiên như khách nhí thôi, chứ đâu phải ai cũng mời đâu chú. Biết vậy chú đi con làm việc cả ngày, chứ con nản mà con bỏ cái nghề này. Chứ bà nội mà biết mà chú dung túng bao che cho con làm việc ở cái nhà hàng này, bà nội tới sang bằng cái quán thì luôn. Con nói cái gì? Trời đất ơi, con đã nói là con với nội sẽ cùng đi lựa quà sinh nhật cho Mai Lan mà. Ờ đúng rồi, con định đi với nội nè mà con có việc đột xuất rồi. Hay là chị nội chọn quà giùm con luôn nha. Con làm nội thất vọng quá à. Mai Lan nó sẽ nói là con vô tâm. Nè, nội chỉ giúp con một lần này thôi nha. Dạ con cảm ơn nội, vậy nha. Con thông cảm. Bảo Nam mà nó luôn luôn là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Không có sao đâu nội, con hiểu tính của anh Nam mà. Miễn được đi chung với nội như vậy là con vui rồi. Con. Dạ. Cái này đẹp quá nè. Con có thích cái này không? Nội, cái này giá trị lắm. Con không dám nhận đâu. Có sao đâu, nội sẽ tặng con để làm quà kết hôn. Nó ghẹo con hoài. Anh Nam anh có nói thương con đâu. Nó không thương con, nó thương ai giờ. Nhưng mà con á, con phải hiểu tâm lý của đàn ông nha. Không có ông nào mà thích tự mình chui vô rõ. Nhưng mà nếu con khéo á, nhiều khi họ nằm trong rõ mà họ không biết á. Chắc hẳn mọi người cũng biết, cùng là thân phận phụ nữ, nhưng người thì đeo kim cương, người thì suốt ngày chỉ lo những chuyện vật vãnh. Chúng ta là ai? Chúng ta đang ở vị trí nào? Chắc hẳn là cũng giống như một chai nước suối. Ở ngoài sân bay thì giá đến 50k, nhưng ở trong siêu thị giá chỉ còn 15k. Về tới tiệm tạp hóa, giá chỉ còn 5k thôi. Và nếu như chúng ta biết giá trị của bản thân đang bị tụt hạ, thì chúng ta nên làm gì? Hãy tự nâng giá trị của mình lên chứ, đúng không? Vô chủ đề chính đi con. Và sau đây, xin mời mọi người hãy cùng vào trong để đến với thế giới kim cương cùng Trang Phạm nhé. Là coi như bây giờ sinh nhật con á, là nội tặng con một món. Bảo Nam nó sẽ tặng cho con một món. Con nhận nha. Dạ, con cảm ơn nội. Lựa đi con, lựa đi. Các bạn thấy không, Trang đang ở thế giới kim cương. Và nếu chúng ta nhận những chiếc nhẫn kim cương hoặc những món quà xa xỉ từ những người đàn ông theo đuổi mình, thì chẳng khác nào là một cuộc trao đổi mua bán. Tại sao chúng ta không trở thành nữ hoàng của chính mình? Thay vì cứ phải nhìn thấy sắc mặt và thái độ của họ mà sống, chúng ta cần trao dồi, học tập và làm việc thật nhiều. Để làm gì? Để có thể tự tay chạm đến những món quà xa xỉ và tặng nó cho chính cuộc đời của mình. Như vậy có phải hạnh phúc hơn không? Đúng không mọi người? Xin lỗi quý khách. Quy định của cửa hàng bên em là không được quay phim và chụp hình ạ. Mong quý khách thông cảm. Xin chào các bạn của tôi. Trang sẽ trở lại khi Trang chọn được món trang sức ưng ý nha. Xin chào. Em xin lỗi. Em biết luật mà. Ba của em chỉ quay em và toàn cảnh tủ kính thôi. Đúng rồi đó con. Chú quay sơ sơ thôi à. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Xin lỗi Trang, đây là bạn nhân viên mới, chắc bạn ấy chưa biết gì về em.
Dạ, em xin lỗi chị. À, dạ không sao đâu. À, chị ấy chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của mình thôi. Em hiểu mà. Vậy Trang cứ làm việc của mình tiếp đi ha. Em nhớ hỗ trợ chị Trang hết mình nha. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Vậy là mình quay tiếp tục được hả con? Dạ. Qua bên kia đi con. Ừ. Nội, con đi vệ sinh nha nội. Trang sức dù đắt tiền đến mấy cũng không thể lấp lánh bằng một trái tim ngập tràn tình yêu thương. Cảm ơn những món quà vô giá. Cô ơi, cô có sao không cô? Cô ơi, cô bị sao vậy cô? Bà có sao không? À. Bà thấy sao trong người rồi bà? À, bà có đem thuốc theo không? Chị. Dạ, bà uống đi. Nội. Không sao không nội? Bà không sao đâu, bà mới uống thuốc rồi. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Con chào bà, chào chị em về. Mình về thôi ba. Giữ sức khỏe nha bà chị. Về con. Nội, tôi có còn con đưa đi bệnh viện không nội? Không sao đâu, sẽ khỏe mà. Sáng bà gặp Sum đầu ngõ nhà mình đó con. Sum? Ừ. Sum Vinh hả ba? Đúng rồi. Trời, rồi nó có biết chỗ mình không ba? Cũng may bà đeo khẩu trang, nó không có phát hiện được. Ba chùn kịp. Ba, nó kìa. Ai? Sum. Trời ơi, vuột nó nữa rồi. Đại ca, em mới gửi mấy cái hình em chụp qua cho đại ca. Đại ca coi kỹ coi, đúng cha con không không? Tấm hình vậy mày cũng chụp được nữa. Nhìn nghiêng nghiêng không thấy rõ mặt gì hết. Rồi, tiếp tục theo dõi đi. Coi tình hình sao báo tao. Dạ, dạ. Nhóc khỏe chưa? Nhóc em nó khỏe rồi anh. Nó thích cái xe đạp anh cho nó lắm. Cần gì thì nói anh nghe. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, chào cậu chủ ạ. Đừng khách sáo. Mai mốt ngon cứ gọi là anh Nam được rồi nha. Em tưởng anh quên tên em rồi chứ. Sao quên được. Xinh đẹp của con. Mẹ lo quá chừng luôn á, sợ con về trễ. Sao mà trễ được, bữa nay khách đông nhưng mà chú Minh tới giờ là cho con về liền, sợ mẹ sốt ruột á. Trời ơi, sao mà không sốt ruột, con thử tưởng tượng đi, bà nội con mà biết hả, mẹ không biết là cái hậu quả nó như thế nào luôn. Yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Dạ anh về.
Xin mời phu nhân lên xe. Cảm ơn cục cưng. Mẹ nè. Ừ. Con thấy mẹ cứ lo lắng miết, không có biết chăm sóc bản thân gì cả. Cho nên á, con có mua quà tặng mẹ nè. Cái gì đây? Mặt nạ dưỡng da. Ba mà còn sống á, thì ba cũng sẽ chăm sóc mẹ y chang như là con chăm sóc mẹ thôi. Biết rồi, biết con trai của mẹ có hiếu rồi. Mẹ sẽ để ý chăm chút bản thân hơn. Tôi tưởng là chị ngủ rồi. Mẹ. Vậy mà chị vẫn còn thức để làm đẹp à? Dạ. Dạ. Chị có vẻ yêu đời quá hả? Mẹ cũng biết là từ trước tới giờ con với anh Thái đều có thói quen là buổi tối hay nghe nhạc không lời. Vì con tôi nó nuông chiều chị. Ý là chị muốn tôi nói rõ hơn phải không? Dạ con có ý đó. Chồng chết mồ chưa xanh cỏ, vậy mà chị vẫn nghe nhạc, chị vẫn chăm sóc bản thân. À, hay là chị định có một mục đích khác trong cuộc sống của chị? Dạ không có. Nói chuyện với tôi mà vẫn để mặt nạ à? Con tháo xuống rồi mà mẹ. Chị chỉ tháo cái mặt nạ dưỡng da thôi. Còn cái mặt nạ chị đang sử dụng để sống với tôi đó, bao giờ chị tháo xuống? Hả? Tại Bảo Nam nó nói thấy con tiều tụy cho nên nó mua cho con xài. Chứ con không có dám làm đẹp gì hết mẹ. Tiều tụy. Tiều tụy. Chị sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, không động móng tay vô bất cứ chuyện gì mà chị nói là chị tiều tụy. À, hay là ý chị nói tôi chèn ép chị quá, cho nên chị khổ tâm, chị sanh ra tiều tụy. Dạ không có đâu mẹ, con không có ý đó, con dám. Chính vì vậy cho nên Bảo Nam nó mắc bận đi mua mặt nạ cho chị đắp. Cho nên nó quên cái lời hứa cùng với tôi đi mua quà sinh nhật cho Mai Lan. Có phải đó là vô tình không? Dạ con không có biết. Cả ngày hôm nay Bảo Nam nó đi làm, còn con thì tính toán sổ sách ra công ty, cho nên con không biết mẹ. Mọi rắc rối từ chị mà ra, mà cứ mở miệng ra là con không biết. Vô tri vô giác. 3 năm trước, vì sự vô tâm của chị mà đứa con trai đáng thương của tôi đã mất đi trong tai nạn. Tại sao từ đó đến bây giờ chị vẫn không thay đổi gì hết vậy? Tôi nói quan cho chị à, bây giờ chị có làm bất cứ điều gì cũng không thể bù đắp được sự mất mát to lớn trong ngôi nhà này. Ngày mai là sinh nhật của Mai Lan. Mẹ con chị liệu làm sao đó thì làm. Tôi già rồi, không quản lý nổi khách sạn đâu. Chỉ có bé Mai Lan nó giỏi giang, nó có thể quán xuyến thay tôi. Tôi nói vậy đó, liệu mà dung dém cho hai đứa nhỏ? Dạ mẹ. Bạn có thể giàu có thể có nhiều người theo đuổi, nhưng nếu bạn không làm chủ được cuộc đời của mình thì xem ra bạn đã thất bại trước khi ra trận rồi. Đó là lý do vì sao mà Trang lại từ chối anh chàng tỏ tình với mình ngày hôm nay ở trường. Anh ta có gan tỏ tình nhưng lại không có gan tháo chiếc mặt nạ của mình ra. Tôi tin một ngày nào đó
cả tôi và các bạn đều sẽ tìm được một người phù hợp, và người ấy sẽ xem chúng ta là cả thế giới. Còn bây giờ, xin chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Có rồi đây, mì gói thơm ngon. Sơn, Sơn, cho em chơi vậy. Cố gắng đừng hết cho con thức nha con. Ăn đỡ đi. Mai ba mua thịt bò về bầu dưỡng cho con. Thôi ba, con ăn gì được rồi. Ba mua làm chi tốn tiền. Với lại mình tiết kiệm nhiêu hay bấy nhiêu. Mà nãy á, ba thấy con không có tập trung nữa nha. Như con mệt hả? Không sao đâu ba, con ổn mà. Tại con lo nghĩ tới chuyện của Hùng Sâm nên con không tập trung được. Bây giờ nó biết cái khu mình ở rồi, con sợ thời gian sắp tới nhiều chuyện xảy ra đó ba. Không, ba nghĩ không có chuyện gì ghê gớm đâu. Cha con mình trốn lên đây á là cũng muốn làm cho nhiều tiền để về dưới trả nợ. Nhà dưới quê á thì bị thằng Vinh nó cầm cố rồi. Nếu mà cùng lắm á, mình làm ăn không được á, thì ba về giữa ba ký bán nhà cho nó luôn. Con chỉ mong á, là con kiếm được nhiều tiền sớm nhất có thể. Để con gặp nó, con trả hết nợ cho nó. Xong rồi con chuộc cái nhà thờ lại. Để thờ cúng mẹ đàng hoàng. Như vậy thôi là con đủ mãn nguyện rồi. Ba thấy ba vô dụng quá. Đừng có nghĩ như vậy. Thôi ăn đi con. Ăn còn nghỉ ngơi nữa. Con làm việc cả ngày nay rồi đó. Thôi, con ăn xong rồi. Chắc con lên nghỉ ngơi một chút. Còn thức dậy học bài nữa. Có gì con ngủ quên, ba kêu con dậy đó nha. Thôi con lên đi. Dạ. Thôi, để ba dọn cho. Con đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Dạ. Có những cú sốc trong đời mà tưởng chừng như chúng ta không thể nào vượt qua được. Như đột ngột mất đi người mà mình thương yêu nhất, chúng ta sẽ trở nên yếu đuối và phải gồng mình để cho người thân khác dựa vào ta. Vậy thử hỏi, đó là một gánh nặng hay là một đặc ân trong đời? Đôi khi chính chúng ta cũng không thể nào phân biệt rạch ròi. Chỉ cần chúng ta còn được sống bình an và được làm công việc mà mình yêu thích, được cháy với đam mê, thì thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi rằng chúng ta có thể vượt qua được cú sốc đó hay không. Bạn hãy nhớ, chúng ta chỉ có một lần để sống, nên hãy sống cho thật tử tế và trung thực với cảm xúc của chính bạn, bạn nhé.
Anh xin lỗi mấy đứa nha. Tối nay anh không thể nào chơi bét nhè với tụi em được. Tại vì anh còn vợ trọng. Sao bỏ được? Chúc mừng đại ca, cưới vợ được con vợ trẻ đẹp quá. Đại ca, tối nay là chiến đấu quyết liệt nha. Rồi hình xéo, hình xéo tới nóc nha. Tao chờ đợi cái ngày này lâu dữ luôn rồi. Đại ca làm nhẹ nhẹ thôi nha, chứ mạnh quá còn lát tối nay nó cay ông độ luôn. Anh không thể làm nhẹ nhẹ được, tại vì nó lên tới đầu anh luôn á. Quán tỏ ra là sẽ được cùng miễn giờ. Tao đẩy nó lên tới quy định luôn. Hai tay nó bắt đầu quơ vào. Chết chết con miễn ơi. À, tôi mày làm gì có cửa đâu với ta. Là nó rồi nhớ à thương được lắm anh chờ đợi cái ngày này. Em sao vậy, chống cự à? Trời ơi, nó sướng. Chồng cừ à, anh thích. Anh thích cái gu nó là như vậy đó. Phải có chống cự, phải có bạo lực, phải cào cấu cắn xé nè. Mẹ em, đừng có đi đâu hết. Lại đây với anh. Mẹ ơi. Bạn có giá trị thì tự khắc bạn sẽ trở nên hấp dẫn. Ủa, ơi, cướp hả mày? Để em lại đây. Không, cho tôi hỏi, cái con nhỏ trong clip á, là ai vậy? Trang Phạm, mày muốn coi mày lấy điện thoại mày mở lên, gõ Trang Phạm là ra chứ gì? Lượt view con nói tăng dù dù, tăng dèo dèo luôn. Dạ. Gấp 2, gấp 3 lần luôn chú. Trời ơi, đầu tư bộn tiền chứ phải ít đâu nha. Lượt view nó phải tăng vèo vèo rồi, đúng rồi. Dạ. Thằng này, ngắm mất vậy? Thằng này nè. Trời chết rồi. Trời ơi, Khánh, đi tìm mua cái bình bông khác giống y như vậy cho chị liền, nhanh lên. Dạ dạ. Bà tới không chị ơi? Đây là cái lý do đặc biệt của con đó hả? Dạ đúng rồi. Con muốn chú cháu của mình á tận mắt nhìn thấy nữ thần Trang Phạm đều muốn ăn mà. Hey, thằng Vinh. Thằng Vinh, sao nó tìm tới được đây ba? Trốn con. Rồi, con không có đi về dễ đâu mà. Anh giúp giùm tôi với. Anh giúp giùm tôi nha. Ở cho tôi lên ngồi kế xe anh một chút thôi. Cảm ơn anh nhiều. Còn đây là của Bảo Nam tặng cho Mai Lan nè. Wow. Mới đi con. Ôi, đây đâu phải quà của con đâu.